Tưởng Cần Cần ba lần từ chối Quỳnh Dao và chuyện tình người đẹp quái vật với Trần Kiến Bân. Ngay từ khi còn nhỏ, Tưởng Cần Cần đã vô cùng xinh xắn và sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật. Vì vậy, năm Tưởng Cần Cần 10 tuổi, gia đình đã cho cô theo học kinh kịch tại trường nghệ thuật Trùng Khánh. Năm 1994, Tưởng Cần Cần quyết định thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và đạt thủ khoa trong đợt tuyển sinh năm đó. 4 năm sau, người đẹp tốt nghiệp học viện và đầu quân cho Beijing Film Studio. Sự nghiệp của Tưởng Cần Cần thực sự nở rộ khi cô lọt vào mắt xanh của nữ văn sĩ Quỳnh Dao, người nổi tiếng với những bộ phim truyền hình đậm nước mắt và mắt tay tạo nên những ngôi sao. Cô đảm nhận vai nữ chính đầu tiên trong Nỗi Lòng Thấu Trời Xanh. Với khí chất cổ điển và gương mặt thanh tú, đôi mắt đượm nét buồn u uất, cặp chân mày lá liễu thanh mảnh, đôi môi hồng xinh xắn, người đẹp nhanh chóng giành được tình cảm của khán giả. Vẻ đẹp của cô được nữ văn sĩ Quỳnh Dao ví von: thanh linh như thủy, ưu mỹ như mộng, nghĩa là thuần khiết như nước, đẹp buồn như một giấc mộng. Và bà đã tặng cho Tưởng Cần Cần nghệ danh Thủy Linh. Quỳnh Dao cũng đặc biệt ưu ái người đẹp, giao cho cô những vai diễn được coi là mỹ nhân như Hà Tử Vi, Hoàng Châu Cách Cách 1, Hàm Hương, Hoàng Châu Cách Cách 2 và Lý Khả Vân, Tân Dòng Sông Ly Biệt. Nhưng cô đều từ chối. Tuy nhiên, Tưởng Cần Cần luôn biết ơn vì nghệ danh mà nữ sĩ Quỳnh Dao đã đặt cho cô. Với nghệ danh mới, Thủy Linh đánh đông dẹp bắc và ngày càng được đánh giá cao hơn về diễn xuất. Sau Nỗi Lòng Thấu Trời Xanh, Tưởng Cần Cần tiếp tục tham gia nhiều bộ phim truyền hình khác như Bạch Phát Ma Nữ, Ngoa Hổ Tàng Long, Phong Vân, Tân Anh Hùng Xạ Điêu, Bán Sinh Duyên, Kiều Gia Đại Viện. Nhưng Tưởng Cần Cần đâu chỉ đẹp, cô còn mang thần thái, dáng điệu của một mỹ nhân nghìn năm về trước. Thế nên cứ mỗi lần lên phim, cô lại được mời vào vai các mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử, từ Tây Thi trong bộ phim cùng tên đến Tề Khương trong Đồng Chu Liệt Quốc. Sở hữu gương mặt thanh tú và đôi mắt long lanh tựa như hồ thu, Tưởng Cần Cần được ca ngợi là một trong những nàng Tây Thi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ. Nhưng cũng vì nhan sắc mong manh như nước, như mộng, Tưởng Cần Cần từng bị đóng khung vào các vai diễn như công chúa, tiểu thư xinh đẹp hoặc các nhân vật có số phận bi thương, có cuộc tình éo le. Tuy nhiên, cô lại không thích những kiểu vai như thế và khẳng định tôi muốn được thể hiện nhiều loại vai khác nhau, càng đa dạng, càng hứng thú. Và rồi, Tưởng Cần Cần đã chứng tỏ được điều này qua các nhân vật mang nhiều màu sắc như nữ thám tử gian dạ võ nghệ phi phàm trong bộ phim Thám Tử Kinh Đô, nữ hiệp nghe thường trong bộ phim Bạch Phát Ma Nữ, nàng Ngọc Kiều Long cao ngạo bướng bỉnh trong bộ phim truyền hình Ngoa Hổ Tàng Long. Đẹp, thực lực và diễn xuất đa dạng, Thủy Linh đã trở thành cái tên hàng đầu của làng nghề Hoa ngữ trong khoảng thời gian trước năm 2010. Sau khi đạt được những thành công nhất định với dòng phim thương mại, Thủy Linh chuyển hướng sang những bộ phim khó nhằn hơn, đó là những tác phẩm trường kỳ, đúng kiểu phim truyền hình Trung Quốc, chậm rãi, chắc chắn, tỉ mỉ, đòi hỏi nội tâm hơn là những tình tiết thoáng đến thoáng đi. Nhờ có bộ phim như thế, Thủy Linh gặp được một nửa của đời mình. Mang danh cướp chồng của bản thân. Năm 2005, Thủy Linh tham gia bộ phim Kiều Gia Đại Viện, là phim truyền hình Trung Quốc chính tông với dàn diễn viên thực lực. Trong phim, cô vào vai thê tử của Trần Kiến Bân. Trần Kiến Bân là nam diễn viên có tài nhưng không mấy nổi tiếng, với ngoại hình mập mạp và có thể coi là xấu so với tiêu chuẩn nam nghệ sĩ nói chung. Bản thân anh là người cực kỳ nghiêm túc và cầu toàn trong diễn xuất, thường xuyên thay đổi lời thoại cho thật hợp lý, nhưng không phải ai cũng có thể diễn thay đổi với anh trong nhiều tình huống như vậy. Sự việc kéo dài cả tháng khiến Thủy Linh hết sức bức xúc và mệt mỏi, có ý định rút lui khỏi đoàn làm phim, thậm chí đã gọi điện cho quản lý để giải quyết cả vấn đề liên quan đến hợp đồng. Sự bất mãn của nữ chính hiện rõ trên mặt, mà nam chính Trần Kiến Bân vẫn không xuống nước, thậm chí còn cười hê hê như một kiểu chọc tức. Nếu cô là học trò của tôi đã sớm loại cô rồi, đến lời thoại mà cũng không thuộc. Thủy Linh chia sẻ, lúc đó tôi hận anh ấy vô cùng, sau này mới biết, thực ra chỉ là lời nói đùa, nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ con nên không hiểu hết. Cặp đôi oan gia trước ống kính diễn cảnh phu thê ân ái, sau màn hình ghét nhau hắt nước đổ đi, càng ghét lại càng không gạt được đối phương ra khỏi tâm trí. Dần dần từ đó nhớ nhau lúc nào không biết. Thủy Linh ngày càng kính trọng và cảm thấy ngưỡng mộ bậc tiền bối, trong khi Trần Kiến Bân hết sức nể phục cô diễn viên mà lúc ban đầu anh cảm thấy chỉ thuộc về thế giới của thần tượng. Thủy Linh và Trần Kiến Bân mưa dầm thấm đất, nhưng sau khi thấm xong rồi thì tốc độ còn nhanh hơn sét đánh. Tuy bề ngoài dịu dàng nhưng bản chất của Thủy Linh là mạnh mẽ, cá tính và thích tốc độ. Cuối năm 2005 yêu nhau, giữa năm 2006 cô bộc bạch, với cả hai chúng ta, do đoạn nồng nhiệt đã qua rồi đấy, kiểu hẹn hò ăn cơm nắm tay xem phim em chả cần, điều em cần là kết hôn sinh con, anh có cho em một cuộc sống như vậy được không? Trần Kiến Bân không cần nghĩ đến một giây, được, chỉ bằng mình đăng ký kết hôn đi. Năm 2006, sau khi nhận giải nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng nhất tại lễ trao giải Liên hoan phim truyền hình Kim Ưng Trung Quốc, Tưởng Cần Cần bất ngờ tuyên bố kết hôn với nam diễn viên Trần Kiến Bân. Không cầu hôn, không hoa nến lãng mạn, không ảnh cưới, không đãi tiệc linh đình, chỉ có một bức ảnh chụp làm kỷ niệm, Thủy Linh đã trở thành vợ của Trần Kiến Bân như vậy. Đến bây giờ, nhiều người vẫn không hiểu vì sao năm đó Thủy Linh chọn Trần Kiến Bân, một người đàn ông cục mịch, không lãng mạn, trong khi cô là đệ nhất mỹ nhân biết bao người quỳ gối ngỏ lời yêu. Tất cả giống như người đẹp và quái vật, nhưng qua rộng dài năm tháng, chính Thủy Linh luôn thừa nhận cô đã chọn đúng người đàn ông của cuộc đời mình.
Đến nay, vợ chồng cô được xem như cặp vợ chồng tiêu chuẩn của màn ảnh Hoa ngữ. So với nhiều mỹ nhân khác cùng thời, cuộc sống của Tưởng Cần Cần được xem là vô cùng viên mãn. Tuy vậy, cô cũng gặp phải áp lực khi bị mang tiếng xấu là hồ ly cướp chồng của bản thân. Người đẹp bị nghi là kẻ thứ ba xem vào chuyện tình của Trần Kiến Bân và bạn gái cũ là nữ diễn viên Ngô Việt. Vào thời điểm Tưởng Cần Cần và Trần Kiến Bân bén duyên, Trần Kiến Bân được cho là vẫn đang trong mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Ngô Việt. Trần Kiến Bân và Ngô Việt gặp nhau trên phim trường Trà Hoa Cúc vào năm 2000. Vì Trần Kiến Bân hết mực chăm sóc nên Ngô Việt đã động lòng và nhận lời làm bạn gái của anh. Tháng 8 năm 2003, cặp đôi mua nhà và dọn về sống chung, tình cảm phát triển rất ổn định. Tuy nhiên đến năm 2005, Trần Kiến Bân bất ngờ thay lòng khi gặp Tưởng Cần Cần. Một người quen Ngô Việt và Trần Kiến Bân tiết lộ, một ngày nọ khi trở về nhà, Ngô Việt phát hiện ra Trần Kiến Bân đã dọn tất cả đồ đạc của anh ra khỏi nhà. Khi ấy, Ngô Việt đã rất đau khổ khi biết bạn trai bị cô bạn thân cướp mất. Nhiều năm sau đó, khi trả lời phỏng vấn, Ngô Việt đã nhắc lại chuyện cũ và ngầm thừa nhận Tưởng Cần Cần chính là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của cô. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Tưởng Cần Cần bị vướng vào ồn ào kiểu này. Trước Trần Kiến Bân, cô từng vướng tin đồn qua lại với đạo diễn có vợ Trương Hiếu Chính. Tưởng Cần Cần và Vu Gia Hỷ, vợ cũ của Trương Hiếu Chính, cũng từng là chị em tốt của nhau. Sau năm 2002, Vu Gia Hỷ bất ngờ tiết lộ với truyền thông Tưởng Cần Cần chính là kẻ giật chồng. Người ta nói cô có mối quan hệ mờ ám. Không chỉ vào phòng riêng của Trương Hiếu Chính, Tưởng Cần Cần còn tên tướng ngồi lên đùi của vị đạo diễn này trước mặt mọi người. Trước thông tin này, quản lý của Tưởng Cần Cần ra sức phủ nhận, đồng thời chỉ trích Vu Gia Hỷ lợi dụng chiêu trò để thu hút sự chú ý. Cô ta đã hết thời rồi nên mới dựa vào những tin tức nhảm nhí bị đặt kiểu này để níu giữ quá khứ, người này tuyên bố. Vì quá bức xúc, Vu Gia Hỷ đã tung ra đoạn ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại giữa Tưởng Cần Cần và Trương Hiếu Chính cùng hóa đơn đặt phòng khách sạn. Cô bức xúc gửi tin nhắn đến Tưởng Cần Cần, chồng tôi đã bị cô cướp mất, cô đừng trốn tránh nữa, mau thừa nhận đi. Vu Gia Hỷ cũng mong được đối chất trực tiếp với Tưởng Cần Cần, cô đau đớn nói, tôi đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, hy sinh cả gia đình của mình, vậy mà bọn họ đến dũng khí để thừa nhận cũng không có. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn của truyền thông, Tưởng Cần Cần lại khẳng định, tôi không hề hổ thẹn với lương tâm, nghệ sĩ muốn kết bạn khó thật đó, tôi cứ tiếp xúc thân thiết với đồng nghiệp nam nào đó lại có tin đồn. Tôi bị đồn qua lại với Triệu Văn Trác, rồi Hà Nhuận Đông. Chẳng nhẽ tôi làm bạn của ai cũng không được sao, chẳng nhẽ nếu tôi thân thiết với một nghệ sĩ nữ thì lại đồn rằng tôi đồng tính. Còn về phần của Trương Hiếu Chính, vị đạo diễn này cũng chia sẻ, tôi và Tưởng Cần Cần chỉ là bạn bè, mối quan hệ của chúng tôi không thân thiết nhưng cũng không đến nỗi tệ. Tuổi 42 ngày càng xinh đẹp đầm thắm. Bất chấp những tin đồn tình cảm, đến nay Tưởng Cần Cần vẫn có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con trai. Nhiều năm qua, cô ít nhận lời đóng phim mà dành phần lớn thời gian để chăm sóc cho gia đình và ông xã, yên tâm phát triển sự nghiệp. Ở tuổi 43, nhan sắc của Tưởng Cần Cần vẫn khiến nhiều người say đắm. Cô vẫn giữ được vẻ đẹp trong trẻo, thướt tha cùng thân hình mảnh mai. Cuộc sống viên mãn chính là yếu tố giúp cô ngày càng đầm thắm và quyến rũ. Giữa rừng người đẹp trẻ trung và nổi tiếng hơn, cô vẫn được ưu ái khen ngợi là đệ nhất mỹ nhân cổ trang, tuyệt đại mỹ nhân phim Quỳnh Dao. Có thể thấy, kể từ khi cưới chồng và sinh con, dù không còn xuất hiện trên màn ảnh, thế nhưng nàng Tây Thi Tưởng Cần Cần vẫn luôn giữ được sức nóng của mình trong lòng công chúng khán giả. Ở tuổi ngoài 40, nữ diễn viên vẫn cho thấy nhan sắc trong trẻo, thướt tha, cùng thân hình mảnh mai chẳng kém mỹ nhân nào trong showbiz Hoa ngữ.